Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha các bạn. Hôm nay mình đang mạo trần bằng giấy mình mới làm gửi các bạn. Mình cho đứa em nhỏ này với con trai mình mua trần và bút khỉ cho các bạn xem nha. Bây giờ mình mời các bạn xem clip từ nhỏ mua trần khỉ nha các bạn. Ok các bạn ơi, clip mua trần của tụi nhỏ hôm nay mình được ghi hình tại khung cảnh chùa Xoài Sim mới nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn xem clip múa trăng tại khuôn viên chùa Xoài Sim mới mình được ghi hình vào ngày hôm qua nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kêu tụi nhỏ diễn thôi. Thank you.
Ok các bạn, màn biểu diễn múa chành của hai em Nhí này cũng xin phép kết thúc video các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian xem clip. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Bye bye.